Orai, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HB Nguyễn. Những loài sống dưới nước thì trước mắt các bạn là một con cá hồi. Thì hôm nay mình sẽ làm video về chủ đề bắt cá hồi nước ngọt ngoài suối về nuôi trong bể kính cho các bạn xem nha. Còn đây là một hồ kính mà mình đã chuẩn bị cho những chú cá sắp làm video. Chiều dài của cái bể này khoảng 6 gang tay của mình, còn chiều rộng cũng gần 4 gang tay. Giờ thì mình bắt đầu trang trí bể nhé. Ở đây có một miếng xốp dày giúp chống trầy xước cho bể kính. Sớm giờ là dán hai mặt bên. Giờ mình sẽ tiến hành dán mặt sau của bể kính. Hình dáng cũng có những khe đá. Mình đang cố gắng trang trí bể sao cho giống với môi trường tự nhiên của chúng nhất. Để tạo được dòng chảy như con suối thì vật dụng không thể thiếu đó chính là máy lọc nước. Sau đó mình cũng cần tìm những hòn đá đẹp để mang về trang trí bể. Mình đang hình dung ra một bể cá khi làm xong nó sẽ như thế này nha mọi người. Để thực hiện được điều đó, mình cũng cần một máy lọc nhiều ngăn, bên trong gồm sứ lọc, than lọc, đảm bảo cho vi sinh có nơi trú ẩn và sống tốt. Còn đây chính là một thau cát, mình đã rửa lại nước nhiều lần để giúp chúng sạch hơn. Giờ thì mình bắt đầu bỏ nó vô bể nhá. Sau khi đã đổ cát xong, mình tiếp tục đổ lên trên cát một lớp sỏi nữa. Đây là cát sau nhà mình, không phải là cát mua nha mọi người. Còn đây là những cục đá ngoài suối mình đã cất công đem về, giờ thì bỏ vào hồ xem nó có ra gì không nhé. Những cục đá to thế này thì mình phải cần cẩn thận mọi người ạ. Mình sẽ đặt nó hướng lên như thế này nhé, trông nó như một ngọn núi ấy. Giờ thì mình sẽ sắp những hòn đá nhỏ hơn sao cho giống với môi trường tự nhiên nhất có thể. Mình sắp xếp thêm những viên sỏi, cắt tỉa lại một số cây, trang trí bể kiểu hoang sơ nhưng khá là gần gũi. Giờ thì mình bắt đầu bơm nước vào hồ. Mình sẽ bơm lên cục đá để tránh động dưới đáy. Ở đây có con gì nè mọi người. Giờ để tôi bắt nó ra thả nó nhé. Nhìn một lượng nước bơm vào hồ vẫn còn khá đục. Giờ thì mình sẽ đổ vào thêm một ít nước nữa. Máy lọc vẫn chạy rất nhẹ nhàng. Để mình gắn vào thêm một máy thổi. Đây là một chiếc máy thổi luồng công suất lớn để mình gắn vào bể xem nào. Giờ thì mình sẽ bỏ con vịt mũ này vào thử nhé. Nó tạo được một dòng chảy rất mạnh, khiến cho chú vịt mũ lật ngửa luôn mọi người ạ. Hồ xem như hoàn tất. Giờ thì mình sẽ ra một con suối để tìm cá về nuôi thôi mọi người. Sau vài giờ đồng hồ thì mình cũng câu dính cả chục con cá. Loài cá này có một màu xám vàng, mình cũng không biết đây là loại cá gì luôn, nhưng nhìn nó cũng khá dễ thương. Mình sẽ đem chúng về thả vào bể nuôi nhé. Theo như mình tìm hiểu được thì đây là một loài cá có họ hàng với loài cá chép, tên của nó là cá tuế Amo. Loài cá này thường thích nghi trong môi trường nước ngọt và chúng có kích thước khá nhỏ. Nó được tìm thấy ở sông Lena và Amo ở phía Bắc, đến sông Dương Tử ở Trung Quốc ở phía Nam và ở Nhật Bản. Sau đó, mình lại tiếp tục ra những con suối để tìm thêm một số loài cá khác. Mình bắt đầu thả cần được khoảng 25 phút thì có một con cá cắn câu. Con cá này nó có một màu sắc rất đẹp, phải đem về nuôi làm cảnh thôi. Sau đó mình lại tiếp tục thả cần lần thứ hai, không bao lâu đã dính được một em cá với những đốm chấm bi vô cùng đẹp trên cơ thể con cá. Giờ thì mình sẽ bỏ nó vào một bể kính nhỏ để các bạn có thể ngắm nó nhé. Khác với những con ban đầu, con cá này có màu sắc khá bắt mắt, quả đúng là một loài cá tuyệt đẹp. Các bạn có nghĩ mình sẽ bắt được loài cá này ở ngoài suối không? Sau đó mình đem chúng về thả vào hồ nuôi chung với 10 con cá tuế Amo mà mình đã câu được trước đó. Theo như mình tìm hiểu thì đây là hai chú cá hồi anh đào. Sau một khoảng thời gian cho cá nghỉ ngơi, giờ là lúc mình sẽ cho chúng ăn, xem có con nào chịu ăn không nha. Những con cá tuế Amo nó ăn rất ngon lành. Sau khi soi rất kỹ, tôi cũng thấy được một chú cá hồi đang ăn nè. Còn con còn lại nó núp dưới tảng đá. Nhưng khi thức ăn bay tới thì nó cũng đớp như thường. Giờ thì nước trong bể cá khá là trong. Tôi vẫn xài cách cũ là treo túi ớt trên thành hồ, giống như lúc nuôi con cá nhau vậy. Nhưng trên những hòn đá trông rêu bám rất nhiều. Vì vậy tôi đã kiếm được một số con tép để dọn dẹp, nhưng con có bầu thì tôi phải để riêng. Giờ thì tôi sẽ thả một số con tép này vào hồ để cho chúng nó ăn trông rêu, cũng như dọn dẹp thức ăn thừa của mấy chú cá. Nhưng những con tép dọn dẹp chưa được bao lâu thì có một số con đã vào bụng mấy con cá tuế Amo. Thật là mình không nghĩ tới, con cá nhỏ có thể nuốt được con tép to như vậy. Con cá hồi sau khi quen với môi trường sống, màu sắc trên cơ thể nó bắt đầu đậm lên, như khi lúc bắt nó, con cá tuế giờ lại còn mọc cả râu, làm tôi nhớ đến mấy con cá chốt.
ăn chưa được bao lâu, thì nó lại đi bự rồi. Bọn cá hồi nó đang bảo vệ lãnh thổ của mình, còn con kia thì cứ cắm đầu ăn. Tốc độ của nó khá nhanh, khiến tôi phải tua chậm lại cho mọi người coi này. Thật là một chú cá hồi nhanh nhẹn, bầy cá tuế thích sống bầy đàn. Còn con cá hồi này thì thích đơn lẻ, chắc chúng thích chiếm địa bàn hơn là sống tập thể. Vài ngày sau, tôi lại xách cần câu ra suối để tìm thêm những loại cá mới. Và vô tình tôi đã câu dính được 2 con cá hồi nữa. Nhưng mấy con lần này có hoa văn khác với mấy con lần trước. Chúng còn hung dữ hơn, nó còn nốt con cá tuế Amo của tôi nữa. Loại cá này chúng có tên gọi là cá hồi chấm. Ngoài cái tên cá hồi chấm ra, chúng còn được người ta gọi là cá hồi đấm trắng. Để tránh sự đau lòng tiếp diễn, tôi phải bỏ tiền ra để mua thêm một hồ cá nữa để nuôi riêng tụi cá hồi chấm. Đây là một hồ cá không mấy lớn so với cái hồ trước đó của tôi. Giờ thì tôi sẽ tạo nền cho bể cá. Rất nhanh hồ cá đã được làm xong. Giờ thì tôi sẽ bắt 2 con cá hồi chấm này sang một hồ mới nhé. Tôi vẫn phải đảm bảo được chất lượng nước cho 2 con cá hồi này. Vì số lượng khá ít nên chúng vẫn còn nhát. Chúng hay chui vào khe đá để ẩn nấp. Đây cũng là một loài cá hồi nhỏ, sống trong môi trường nước ngọt. Chúng có thân hình ốm hơn cá hồi anh đào. Đây là một loan tôm khô, tôi dùng để làm mồi cho mấy chú cá. Giờ thì tôi sẽ cho chúng ăn cho các bạn xem nhé. Theo như mình thấy thì, khoảnh khắc cho cá ăn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một người nuôi cá cảnh, nhìn rất thú vị và thư giãn. Tốc độ ăn mồi của nó nhanh chưa kìa. Mặc dù cũng có tí cực nhọc như lao hồ như thế này, nhưng miễn sao mình thấy vui và hài lòng với nó là được. Giờ thì hãy cùng mình nhìn ngắm chúng ăn thôi nào. Còn đây là những con mối mà khi trời mưa chúng thường bay khắp nơi, mình cũng có thể làm mồi cho cá được, nó khá thích. Nhìn những con mối này làm mình nhớ về ký ức tuổi thơ ghê. Lúc nhỏ khi trời mưa, mình hay bắt những loại mối này cho cá li thi ăn, nó cực kỳ thích. Loại mồi như thế này luôn ấy mọi người ạ. Mình nhìn mấy con cá hồi đấm trắng này cũng khá giống với loài cá chó phương bắt mọi người nhỉ. Chỉ khác mỗi cái miệng thôi, còn con cá hồi anh đào thì không cần nói tới rồi. Tôi đang ngắm cá, thì bỗng từ đâu xuất hiện một con rít. Tôi liền lấy khay nhựa chụp vào nó, kích thước của nó cũng không quá to. Nói tới đây chắc cũng có nhiều bạn đoán được là mình định làm gì nó rồi đúng không? Các bạn đã nghĩ đúng rồi đó, giờ thì mình sẽ bỏ con rít vào hồ để làm thức ăn cho mấy con cá này nha. Mình không nghĩ là khi con rít trong nước như thế này, nó có thể bò được như trên cạn luôn ấy, nhìn nó khá sợ mọi người ạ. Liệu mấy con cá hồi đấm trắng này có ăn được nó không đây? Nhưng sau vài cú cắn, nó liền nhả con rít ra. Xem ra mình phải bắt con rít ra, thả nó về môi trường sống của nó rồi. Ngày hôm sau, vô tình mình lại bắt được một con ong đã ngủm, giờ thì mình sẽ bỏ vào hồ. Xem phản ứng của mấy con cá hồi chấm như thế nào nha. Nó lên đớp rất nhanh nhưng toàn đớp hụt hoặc nhả con ong ra. Thời gian thấm thoát thôi đưa, con cá hồi anh đào ngày nào giờ cũng đã bị bệnh nặng. Nó nổi những đốm trắng toàn thân. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có cách nào để chữa trị. Đến cuối cùng con cá đã không qua khỏi. Mặc dù buồn nhưng thịt của cá hồi vẫn rất ngon nên mình phải thử. Video các bạn đang xem được làm bởi HB Nguyễn và phát trên kênh YouTube HB Nguyễn, những loài sống dưới nước. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.